Vác miếng thịt luộc nặng 45kg, ai cũng cười ông cho đến khi nhận ra đó là cả gia tài khủng. Hóa ra miếng thịt kỳ lạ này lại là cả một gia tài. Ai có được thì tiền tiêu không hết. Một người nông dân ở huyện Quy Doan, tỉnh Giang Tây đã chia sẻ về chiến tích của mình sau một lần đi rừng. Theo đó, thứ anh chàng sở hữu là một thứ quý hiếm. Đó là một viên đá lớn màu đỏ tươi giống như một miếng thịt lợn nặng 45kg. Người đàn ông này cho biết mình làm việc ở một nhà máy trên núi và vô tình đào được hòn đá này. Ban đầu vì tò mò nên ông đã quyết định đào lên. Không ngờ nó lại nằm sâu bên dưới với cân nặng rất khủng. Có hình dáng giống y hệt miếng thịt lợn, người đàn ông rất vui khi đào được lên và có ý định bán đi. Theo các nhà khoa học thì đây là đá thịt lợn, là một loại đá thiên nhiên. Đa số thuộc đá trầm tích, đá silic hoặc đá biến chất. Trong quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác bị sắc hóa nên tạo thành hình dạng đặc thù như vậy. Đá thịt lợn quý giá ở chỗ nó có cả bì. Các loại đá với màu đỏ trắng đan xen có rất nhiều, nhưng chỉ có đá có cả bì mới được gọi là đá thịt lợn. Đá thịt lợn còn được gọi là đá phú quý, với mong muốn sẽ có thịt ăn hàng ngày, cuộc sống sung túc. Giá của viên đá này là 3,8 tỷ Việt Nam đồng. Đi tắm sông, ông lão phát hiện sinh vật đáng sợ dưới nước dài 0,5 mét, tồn tại 360 triệu năm qua. Theo trang web tại Peru cho biết, một người đàn ông khi đi tắm sông vô tình phát hiện ra sinh vật dài nửa mét kỳ lạ bơi dưới nước, khiến ông rất sợ hãi. Sau khi bình tĩnh trở lại, bởi vì tò mò nên ông đã dũng cảm tiến lại gần để xem xét rốt cuộc đó là thứ gì. Ông nhìn thấy đó như là một con lươn đang mở to cái miệng tròn, bên trong đầy những chiếc răng nhọn, phía ngoài gần đầu có 7 chiếc lỗ được phân bố đều. Ông hoài nghi lẽ nào đây là một sinh vật mới lạ, vì thế đã quyết định thử bắt nó. Kết quả không như mong đợi, ông đã không bắt được nó, chỉ có thể dồn được nó vào một khe đá cạn. Người dân sau khi biết tin thì đến xem ngày càng nhiều, thế nhưng họ cho biết chưa từng nhìn thấy sinh vật nào như thế này, vì thế đã báo cảnh sát. Cuối cùng, khi cảnh sát cùng các chuyên gia sinh vật học khi có mặt cũng đã bắt được nó lên bờ. Các chuyên gia sau khi quan sát kỹ đã có kết luận khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nếu như thực sự chạm phải nó sẽ phải nhận một kết cục bị đát, giống như một nụ hôn của tử thần vậy. Đây là loài Lithentheron. Loài này đặc biệt nguy hiểm. Loài cá trình này giống như con đĩa, nó có thể dùng cái miệng đáng sợ bám vào thân loài cá khác để hút máu. Và các con cá sau khi bị nó hút máu thì chỉ còn trơ lại bộ xương. Điều đáng ngạc nhiên là nó đã sống như thế qua 360 triệu năm. Có lẽ chính vì sức mạnh đáng sợ của nó nên các loài khác không dám tới gần và nó có thể tồn tại được lâu đến như vậy.